Vâng, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay lên sóng cho anh em một mẫu loa full 30. Đó, gần đây thì rất là nhiều anh em có hỏi em rằng là với cái mẫu full mà giá đâu đó dưới 10 triệu thì anh có mua được loa chính hãng hay không? Đấy, và chế độ bảo hành thì có được 1 năm hay không? Đấy, có chất lượng hay không? Thì thưa các bác, thì tất cả những cái câu hỏi đó thì bên em có nhé. Không những một sản phẩm mà bên em có rất là nhiều sản phẩm chính hãng mà giá là loanh quanh là dưới 10 triệu. Đó, thì các bác thấy rằng em rất là nhiều loa này, đã rất là nhiều mẫu mã, thì phân khúc dưới 10 triệu thì em có rất nhiều. Đấy, và điển hình thì em giới thiệu anh em một mẫu loa rất là hay trong phân khúc giá dưới 10 triệu, phải nói là chất âm cực kỳ tuyệt vời nhé. À, đây chính là những cái dòng loa NA. Đấy, NA này thì là do công ty Đại Dương phân phối nhé anh em nhé, Đại Dương. Đấy, đại diện cho Việt Nam mình là phân phối những cái dòng loa đến từ thương hiệu NA này. Và tất cả những cái dòng loa này thì đều được trang bị là bát 30. Đấy, bát 30 anh em nhé, bát 30. Đấy, dòng loa full. Và đây thì em đã đang tháo đây rồi. Còn đây thì em xin giới thiệu chi tiết qua cho anh em về cái thiết kế bên ngoài. Cái thiết kế bên ngoài thì anh em thấy rằng cái thùng của nó đây. Đấy, thùng nó sẽ hơi cong vát như những cái dòng KE12 đấy, của NA nhé. Đấy, nó hơi cong vát, nhìn rất là chất đúng không? Và cái e căng khi mà chúng ta nhìn vào cảm giác nó rất là chắc chắn. Đấy, rất là chắc chắn luôn anh em nhé. Đấy, nhìn rất là xịn sò. Đấy, và logo của NA thì sẽ đặt ở phía dưới đây. Thế còn thông số của loa. Đó, thông số của loa thì em đang quay mặt sau cho anh em xem này. Đó, thông số của loa thì chúng ta sẽ thấy là mã của nó là TC12. Đấy, đáp tuyến tần số của nó là 45Hz cho đến 20 kg, đúng không? Độ nhạy 102 decibel, kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Nhìn ghê quá. Đó, và chịu kháng 8 ôm mà công suất liên tục của nó là 450W nhé. Đấy, công suất liên tục 450W, hàng chính hãng của NA. Đấy, và bên sườn đây thì chúng ta sẽ có một cái tem là tem trích xuất thông tin của sản phẩm. Như là các bác có thể là đây là QR truy xuất là nguồn gốc này. Đây là QR là kích hoạt bảo hành này. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai cái mã QR nhá. Một cái bên này là anh em có thể là truy xuất nguồn gốc sản phẩm này. Bên này là chúng ta có thể là cào cái mã này ra để kích hoạt bảo hành nhé. Và ngoài ra thì bên dưới đây chúng ta sẽ có một cái mã nữa để chúng ta có thể nhắn tin để kích hoạt bảo hành từ xa. Thì rất là hay. Đây là những dòng chính hãng của NA nhé. Anh em dùng thì yên tâm. Đấy, cam kết với anh em hàng chính hãng. Và những cái dòng loa này thì chúng ta có thể đưa vào công trình phòng hát được. Đấy, đưa vào công trình phòng hát được, phòng trà được, phòng karaoke gia đình thì càng được. Đó. Thì đây là nói qua về dòng loa này. Và nội thất của loa đây thì em đã tháo rồi đây, anh em nhìn này. Đẹp tuyệt vời chưa? Nó là trên của tuyệt vời luôn anh em. Đó, chép thì sẽ sử dụng chép của BMC. Chép BMC nhá. Đây là dòng chép 250. Chép 250. Đó, nhìn rất đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy chất lượng chưa? Đó, nhìn cái họng kèn của nó nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, BMC thì rất là nổi tiếng. Nói về thương hiệu sản xuất về củ bát, củ chép thì BMC nó có số có má trên thị trường âm thanh. Đó, đây là chép của BMC anh em nhé. Và bên này thì em sẽ soi cho anh em cái củ bát này. Đấy, củ bát này sẽ sử dụng thiết kế bởi thương hiệu của Mỹ nhé. Đó, và loa này, NA này, trở kháng 8 ohm này. Đó, trời ơi, đẹp quá các bác ơi, sao lại có cái dòng loa đẹp này. Và từ của nó anh em này, từ của nó nếu mà đo từ bên ngoài vành từ này nhá, cho đến đây thì nó rơi vào tầm 190 anh em nhé. Từ 190 này, họng côn 76 nhá. Đấy, từ 190 côn 76 mà từ nó rất là đẹp anh em nhá. Đó, thì các bác thấy rằng là loa tầm tiền mà nó dưới 10 triệu, chưa đến 10 triệu thì kiếm đâu ra được một cái con loa nó đẹp này. Mà cái từ nó rất là dày anh em nhìn, từ rất dày luôn. Đó, hàng rất là chất nhá. Nhìn nó đẹp này mà, củ bát này anh em nhìn tháo ra đã thấy thích rồi. Đó, và ngoài cái lỗ thông hơi này ra thì họ đã thiết kế cho chúng ta là 6 cái lỗ thông hơi bên ngoài nữa. Đấy, để làm mát cho côn bên trong nhá, để làm mát cho côn bên trong. Đó, bởi vì là cái con này nó chạy công suất rất là lớn. Đấy, nguyên con này nó đã đánh rơi vào tầm 400W rồi, củ bát này rồi. Chép là 50W nữa là 450W cho cả loa. Đó, rồi đây, anh em nhìn cái cọc cắm chân loa nhé. Đó, cọc cắm chân loa của nó này. Đẹp mỹ mãn chưa? Đấy, các bác nhìn nó đẹp chưa? Không thể chê được. Đấy, nhẹ em quay nhẹ cho anh em. Đấy, quay chi tiết hết luôn.
ok chưa, rất là đẹp đấy, em nhắc cho anh củ ba này ra đấy, rất đẹp luôn nhá, đấy không thể chê được. Thế còn bên trong thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lớp bông dư âm của chúng ta này, đấy, bông dư âm thì em thấy nó khá là mỏng anh em nhé. Đấy, anh em muốn đệm thêm bông dư âm vào cũng được nhé, em thấy cái bông dư âm này nó mỏng quá rồi. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ nói về phân tần. Phân tần này thì cũng rất là hầm hố, sẽ zoom lên cho anh em xem này. Đó, phân tần ở đây, tụ này, chạy hai con tụ thôi, tụ của MKB nhé, MKB đó, chở này sẽ sử dụng là ba con chở, hai con cả, hàng tụ đó, nhìn rất là chất. Và em test thì thấy cái dòng loa này nó rất là lợi chung, lợi tiếng mic, lợi giải giải chung đấy, giúp cho chúng ta hát tiếng mic nó rất là bay tiếng đấy, nghe nhạc thì tiếng nó thánh thoát, vang rất là xa, rất xa. Thùng vách anh em nhìn thùng vách này đó, nhìn này, rất đẹp đúng không, đẹp từ thùng vách luôn đấy, hầu như chúng ta nhìn nó không có một cái vết nỗi nào cả khi mà cắt thùng đó. Giá rất rẻ nhé, loanh quanh chúng em đang bán tầm loanh quanh trên dưới 9 triệu đấy, anh em có nhu cầu mua sắm thì nên lại trực tiếp từ Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.